Xin chào quý vị và các bạn. Mỹ Hạnh, con gái chủ tịch tập đoàn Phương Hòa, nhưng chưa bao giờ thể hiện mình là tiểu thư quyền thế. Bà cô vô cùng lương thiện, hòa đồng. Dù có rất nhiều người bạn khác giới theo đuổi, nhưng Mỹ Hạnh lại trúng tiếng xét ái tình với chàng họa sĩ nghèo Duy Nam. Mỗi lần có cơ hội, cô đều chạy tới bên anh. Cô luôn tìm cách bật đèn xanh để Duy Nam hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng khi bà Phương biết chuyện bà ra sức cấm cản con gái tới với duy nam bà còn ra tối hậu thư buộc mỹ hạnh phải lựa chọn giữa bên tình bên hiếu thái độ gay gắt đó của bà khiến cho ông hòa lẫn mỹ hạnh có cái nhìn khác về người vợ người mẹ hiểu chuyện mẫu mực này hòa ra chỉ có bà phương mới biết đình hòa chính là hoàng hải duy nam và mỹ hạnh chính là hai anh em cùng cha khác mẹ và bà Phương sẽ làm gì để thay đổi ý định của con gái. Hay sự cứng đầu của Mỹ Hạnh khiến cho bà Phương buộc phải nói ra bí mật. Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Đề tài đang được khán giả tranh luận sôi nổi nhất chính là thân phận thật sự của Tổng Giám đốc Đình Hòa, người chồng đầu ấp tay gối của bà Phương. Ông chính là người được bà Phương mang ra từ biển lửa, mà cho tới khắc sinh tử đó chỉ có hai người là Phi Long và Hoàng Hải khi cả hai giằng co ác liệt trong căn nhà hoang. Khi Hoàng Hải muốn ra đầu thú, còn Phi Long muốn giết người diệt khẩu. Quả thật đó cũng có thể là Phi Long, bởi vết sẹo trên tay Đình Hòa vô cùng khớp với Phi Long. Bởi cảm giác thân quen mà Bảo Ngọc có được khi ở bên ông, bởi giấc mơ ám ảnh Đình Hòa suốt mấy chục năm qua. Thế nhưng ông cũng có thể là Hoàng Hải, bởi chính cách điềm tĩnh, yêu thương vợ của ông rất giống với Hoàng Hải bởi những thói quen sở thích đặc biệt khiến cho Di Nam mỗi lần nhìn thấy ông đều phải nghĩ ngay tới người cha đã khuất và Đình Hòa là ai chỉ có duy nhất bà Phương có câu trả lời nhưng bà xem đây là bí mật sống để bụng chết mang theo bà cũng rất biết cách che giấu toàn bộ quá khứ khiến cho ông Hòa không tài nào tìm được ký ức thế nhưng dù bà Phương có thông minh có làm việc kiến kẽ tới đâu thì bà cũng không thể một tay che trời người khiến cho bà phương phải tiết lộ bí mật chính là cô con gái độc nhất vô nhị là mỹ hạnh cô con gái bà yêu thương hơn sinh mệnh của mình khác với người mẹ mưu mô xảo quyệt làm việc gì cũng toan tính thiệt hơn mỹ hạnh là phiên bản trái ngược với bà cô đơn giản thuần khiết và ngây thơ cô luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng vô tình gặp duy nam cô nhanh chóng nhận ra đây chính là định mệnh của đời cô tuy là cô gái mong manh yếu đuối nhưng Mỹ Hạnh hiểu, yêu thì phải nói, đói thì phải ăn. Cô tìm cách tiếp cận Duy Nam. Ban đầu, cô viện lý do muốn tìm người dạy vẽ cho đám trẻ ở trại trẻ mồ côi. Nhưng rồi khi thấy sự tận tình nhiệt huyết của Duy Nam, cô yêu anh nhiều hơn. Cô chẳng thể che giấu được những hạnh phúc của mình. Lúc nào tâm trạng của cô cũng treo ngược cành cây. Nhìn thấy con gái mơ mơ màng màng, nhìn thấy cô khẽ cười một mình, bà đủ tinh ý để hiểu con gái đang yêu. Bà Phương dò xét, Mỹ Hạnh còn phải tập trung vào học hành, đừng để yêu thương ảnh hưởng tới việc học. Mỹ Hạnh ngượng ngùng, mẹ à, con gái mẹ vẫn luôn đứng đầu đó. Ông Hòa vốn yêu chiều con, ông đứng về phía cô. Em nữa, con gái mình lớn rồi, năm sau cũng ra trường, con bé yêu đương thì cũng có làm sao, chỉ cần đó là người tốt. Mỹ Hạnh ra dấu tán thưởng với ông Hòa, nhưng bà Phương không vừa. Còn còn ngây thơ lắm, người đó là ai, mẹ muốn biết chẳng gì tương lai này. Mỹ Hạnh ấp úng, mẹ à, chúng con vẫn chưa có gì, nhưng còn khẳng định anh ấy là người tốt, là người có trái tim ấm áp, nhân hậu. Con thấy anh ấy có rất nhiều điểm tương đồng với ba. Thấy con gái so sánh bạn trai với ba khiến cho vợ chồng bà Phương càng thêm tò mò. Bà lên tiếng, vẫn còn người đàn ông hoàn hảo như vậy sao? Ông Hòa tắt nước theo mưa. Ba cũng tò mò về chàng trai ấy, không biết cậu ta bản lĩnh gì mà con gái mình lại khen không ngớt. Mỹ Hạnh gương mặt đỏ ửng thẹn thùng. Cô yêu Duy Nam nhưng mới chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía. Cô cũng chưa hiểu gì về hoàn cảnh xuất thân của anh. Không biết anh có yêu cô nhiều như cô yêu anh. Mỹ Hạnh gạt đi. Bà mẹ đừng nhắc chuyện này nữa, con xấu hổ quá rồi cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng trong sự vui thích của ông hòa bà phương thế nhưng bà phương không hề đơn giản như vậy bên ngoài tỏ ra tôn trọng quyết định của chồng và con luôn ủng hộ chồng con vô điều kiện nhưng thực chất bà luôn âm thầm theo dõi chỉ cần mọi việc không đúng ý bà bà sẽ ra tay để mọi việc không trạch quỹ đạo cứ nhìn cách bà sắp xếp định đoạt cuộc đời của ông hòa là đủ hiểu bà không chỉ mua chuộc bác sĩ khiến cho bệnh tình của ông hòa không thể thuyên giảm bà còn phối hợp ăn ý thêu dệt cho ông câu chuyện quá khứ giờ đây khi thấy mỹ hạnh đang vướng vào lưới tỉnh thân phận người làm mẹ như bà càng không thể nhắm mắt làm ngơ bà tự nhủ về lòng con bé mỹ hạnh vẫn còn trẻ người non dạ lỡ gặp phải người không ra gì nó sẽ khổ cả đời bà muốn tìm hiểu ai có đủ khả năng mở cánh cửa trái tim con gái bà người đó có xứng đáng để mỹ hạnh trao thân gửi phận không để bà trao lại cơ nghiệp phương hòa trong tương lai bà cho người theo dõi mọi nhân cử nhất động của mỹ hạnh từ đó dễ dàng lần ra manh mối của duy nam nhìn những bức ảnh cùng những thông tin thuộc hạ gửi về khi thấy gương mặt duy nam thấy gương mặt mẹ anh rồi câu chuyện về xuất thân của anh duy nam chính là con trai hoàng hải người đã được công an kết luận là chết cháy trong vụ thảm án bà rụng rời chân tay miệng lắp bắp đúng là oan nghiệt vì bà là người hiểu rõ nhất Hoàng Hải chưa chết, ông chính là Đình Hòa, người chồng hiện tại của bà. Nếu vậy thì Duy Nam và Mỹ Hạnh là anh em cùng cha khác mẹ. Để bí mật này ngủ yên dưới nấm mồ sâu, để mối nhiệt duyên này của Duy Nam và Mỹ Hạnh không diễn ra, cách duy nhất là khiến cả hai được ai lấy đi. Trước khi mọi việc vượt qua tầm kiểm soát, bà Phương lấy danh nghĩa là mẹ cấm cản chuyện yêu đương của con. Hạnh à, con nên chia tay với cậu ta đi, cậu ta không xứng với con. Mỹ Hạnh bất ngờ với phản ứng gây gắt của mẹ. Cô phản bác lại, mẹ à, mẹ còn chưa gặp anh Nam, làm sao mẹ biết anh ấy không tốt, anh ấy không hợp với con. Bà Phương tỏ ra hiểu đời, cậu ta chỉ là một tên khố rách áo ôm, công việc bấp bênh, lương tháng bèo bọt. Cậu ta có thật sự yêu con hay chỉ đang tìm cách đào mỏ? Cái này thì Mỹ Hạnh tự tin Duy Nam không phải người như vậy vì cô chưa bao giờ nói cho anh biết cô là thiên kim tiểu thư. Cô trấn an mẹ. Mẹ à, anh Nam là họa sĩ, anh ấy có công việc, có đam mê, còn dám khẳng định anh ấy không bao giờ quen con vì biết con có tiền. Mặc cho Mỹ Hạnh thuyết phục, bà Phương không muốn phí thời gian. và lạnh lùng. Mẹ sống gần ấy năm trên đời này, chẳng lẽ mẹ không biết cách nhìn người. Mẹ nói rồi, con chia tay cậu ta đi, nếu không đừng trách mẹ không nói trước. Sự vô lý của bà Phương càng khiến cho Mỹ Hạnh nghi ngờ. Chắc chắn bà đang giấu câu chuyện gì. Mỹ Hạnh có đem lòng chăn trở này tâm sự với ba. Một khi ông hòa vào cuộc, một khi ông tìm hiểu về lai lịch của Duy Nam, ông có ngỡ ngàng phát hiện ra ông chính là Hoàng Hải. Ông còn có một gia đình, có một cậu con trai. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại